Xác định công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quận ủy Liên Chiểu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo chuyển biến trên tất cả các mặt. Tạo nguồn phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng đã được địa phương tập trung và đạt nhiều kết quả tích cực. Đây là lễ kết nạp đảng viên mới đặc biệt được Quận ủy Liên Chiểu tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2023. Trong số 7 đoàn viên ưu tú được Quận ủy Liên Chiểu kết nạp đợt này, có 2 đoàn viên ưu tú vừa mới bước qua tuổi 18. Để thể hiện niềm vinh dự và tự hào đó thì con sẽ không ngừng cố gắng nỗ lực học tập, rèn luyện để càng ngày càng tiến bộ, càng ngày càng trở thành một phiên bản tốt nhất của bản thân để cống hiến cho đất nước. Xây dựng những các phong trào đoàn và nhiều mô hình hoạt động trong nhà trường để cho các em tham gia vào, để từ đó chúng tôi mới phát hiện ra nhiều quần chúng ưu tú trong học sinh để chúng tôi phát hiện và dự nguồn là các lực lượng trẻ trong học sinh. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển đảng, thời gian qua, Quận ủy Liên Chiểu đã chú trọng các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới. Trong bối cảnh thực tế có nhiều khó khăn, địa phương đặc biệt quan tâm công tác tạo nguồn và đã có chỉ thị riêng về phát triển đảng viên. Tất cả các cái cơ quan, các đoàn thể, các tổ chức đều phải tham gia vào công tác xây dựng đảng. Sẽ phân tích các cái nguồn phát triển đảng từ các cái quần chúng của mình ở trong địa phương là như thế nào. Đặc biệt đó là ở dưới khu vực dân cư ấy, thì chúng tôi đang tập trung vào là phân tích cái nguồn của thanh niên, của phụ nữ, của một số các cái đoàn thể khác. Rồi tổ trưởng, tổ phó, tổ dân phố, trưởng phó ban công tác mặt trận. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quận ủy Liên Chiểu đã kết nạp 235 đảng viên mới, bình quân mỗi năm phát triển được 78 đảng viên. Cũng như nhiều địa phương khác, thực tế tại quận Liên Chiểu cũng cho thấy công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên còn gặp khó khăn. Việc kết nạp đảng viên ở một số loại hình tổ chức cơ sở đảng chưa tương xứng với nguồn lực hiện có. Trong buổi làm việc mới đây với địa phương, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Quận ủy Liên Chiểu cần tiếp tục tập trung cho nhiệm vụ quan trọng này. Phát triển đảng viên ở khu dân cư, phát triển đảng viên trong lĩnh vực giáo dục, trong học sinh sinh viên và trong công nhân. Riêng Liên Chiểu là tôi thấy hội tụ đủ 3 cái yếu tố đấy. Những vấn đề đó chúng ta phải rất đáng quan tâm và không phải là không có cách nào. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, mọi công việc của đảng đều do đảng viên làm, mọi nghị quyết của đảng đều do đảng viên chấp hành, mọi chính sách của đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Phát triển đảng viên mới đảm bảo về số lượng và chất lượng là nhiệm vụ quan trọng tiếp tục được Quận ủy Liên Chiểu tập trung với nhiều giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đề ra.